Ok, chào mừng tất cả các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ nói xoay quanh về giảm cái thời lượng cooldown của skill nha. Thì như trên video thì các bạn có thấy là đây là những cái dòng kỹ năng nha. Những cái dòng kỹ năng này thì tùy theo từng lớp nhân vật. Thì nếu mà các bạn chuyên về chơi một cái nhân vật nào đó thì các bạn phải nên cày cho nó để cho nó unlock được cái màu màu đỏ nè, màu hồng và màu xanh và màu tím. Thì ở đây thì mình sẽ chọn cái lớp nhân vật Saboteur và mình sẽ chọn cái màu tím. Thì cái màu tím này là cái công dụng của nó là nó sẽ giảm cái thời gian cooldown của cái skill 1 nha. Nếu mà các bạn đã chọn được cái màu tím này rồi thì sau khi mà các bạn vào game thì các bạn sẽ được bonus sẵn là sẽ được 2 chấm nha. Thì cái việc bây giờ là các bạn chỉ cần đi hút một NPC nữa thôi là các bạn đã đủ 3 chấm. Thì nếu mà các bạn chưa đủ 3 chấm thì cái thời gian mà cooldown của cái skill 1 nó sẽ rơi vào khoảng 25 giây nha. Thì khi mà các bạn hút được 3 chấm rồi thì nó sẽ giảm xuống còn có 10 giây thôi. Còn NPC màu xanh thì nó giúp cho mình giảm cái thời gian cooldown của Q2 là QE nha. Thì nó cũng giống, cái cơ chế hoạt động nó cũng giống như cái skill 1 luôn. Thì nếu mà các bạn muốn chơi QE thì các bạn có thể hút cho nó đủ 3 chấm để nó giảm. Thì tùy theo lớp nhân vật nha. Nếu mà lớp nhân vật các bạn đang chơi mà cái QW của nó quan trọng thì các bạn nên hút màu tím. Còn nếu mà lớp nhân vật của các bạn đang chơi mà cái Q2 nó quan trọng thì các bạn nên hút cái con màu xanh nha.